Xin chào quý vị và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về cái cách thức để mà mình chăm sóc cái cây mùa đông. Đấy, mùa đông thì chúng ta sẽ làm được những cái gì? Xin mời các bạn đến với video của mình ngày hôm nay. Hôm nay là đầu tháng 7. Ở Úc là vào mùa đông được 1 tháng rồi. Còn 2 tháng nữa là sẽ là vào mùa xuân. Mùa đông thì mình không có trồng được cái cây gì nhiều. Mấy cái cây mà mình còn lại của mùa hè trước. Đấy, ví dụ như cây đu đủ đây. Bởi vì mình ở trong cái này là trong cái lồng, cho nên là nó vẫn như vậy, không có bị gió thổi. Còn về cái cây lá lốt nha các bạn, mình sẽ cắt hết gốc, rồi mình sẽ phủ lại để cho nó không có bị lạnh. Rồi sang mùa sau thì nó sẽ mọc lên lại. Đó, bây giờ mình sẽ mở cái lồng của cái lá lốt ra. Đấy, các bạn thấy là mình cắt hết, chỉ cách mặt đất khoảng độ 2-3 đốt ngón tay thôi, thì tùy theo. Đấy, mấy cái cây nhỏ nhỏ là mấy cái cây dại nó mọc lên. Rồi mình sẽ nhổ một lượt luôn. Rồi mình phủ cái miếng ni lông lại. Đây còn cái lồng lá lốt bên này nha. Mình cũng sẽ mở cho các bạn luôn. Đây các bạn, cái lá lốt bên này thì mình bận quá nên mình chưa có cắt được. Đấy là cái mùa đông là cái triệu chứng là lá vàng nha. Bởi vì nó không đủ nhiệt độ. Đấy, hôm nay nó có 8 độ C rồi các bạn. Đấy, còn ở bên kia là cái rau rau ngót hay là cái rau bù ngót cũng vậy. Đấy thì tốt nhất là mình cứ cắt cành đi. Đấy, mình cắt hết sát gốc đi. Đó, rồi sau đó mình để nuôi cái rễ lại. Rồi sang mùa xuân, thời tiết nó ấm lên thì nó sẽ mọc lại xum xuê trở lại nha các bạn. Đấy, mình phủ lại cho nó kín, cho nó ấm. Còn ở cái bên này là cái phần cây ớt mình trồng ở bên ngoài trời các bạn. Đấy thì cái cây nào mà mình thấy là nó ra hết trái rồi thì chúng ta có thể đem ra chúng ta cắt cành. Đấy, các bạn thấy là cái đây là mình đã cắt những cái cành đây nè. Đấy, cắt bớt đi. Đấy, cái này là mình cũng đã cắt rồi đây. Đấy. Đấy, còn hai cái cây này nhá. Đấy là bởi vì nó đang còn vẫn còn ra trái, còn 2 tháng nữa là nó sẽ tới mùa xuân. Đấy, mùa đông mà mới vào được có 1 tháng thôi. Đấy, nhưng mà nó chưa có biểu hiện của sự tàn. Cho nên là mình vẫn để, mình chưa cắt cành các bạn. Đây còn cái này cũng là cái cây ớt đây các bạn. Mình cũng chưa cắt. Đấy, ban đêm nó có thể xuống tới 0 độ C. Nó rất là lạnh. Nhưng mà cái cây ớt thì ok các bạn. Không có vấn đề gì. Đây các bạn thấy là cái nắng nó ít cho nên là nó bị vàng. Bởi vì cái thời tiết nó rất là lạnh. Đấy là cây ớt nha các bạn. Ở đây là mình cũng có 3 cái cây ớt. Bởi vì nhà mình đang có công chuyện, mình cải tạo lại vườn, cho nên là mình sẽ tụm lại hết một chỗ này. Đây các bạn thấy là cái cây ớt này. Đấy, vẫn còn ra trái đó. Đấy, chắc khoảng tháng sau là mình có thể mình tỉa cành được rồi. Đấy, dưới kia là gốc xả. Đấy, tỉa cành thì các bạn cũng cắt những như vậy, cắt cho nó gọn đi. Cái bên kia cũng vậy luôn. Đây mình cắt những cái này đây này cho nó ngắn lại. Đấy, tỉa bớt đi. Để đến mùa xuân nó sẽ tự nó mọc ra, nó tùm lại. Nếu mà nó lại tốt nha các bạn. Còn cái cây su su các bạn vẫn ra trái đều. Đây các bạn là vẫn ra trái đây này. Đây vẫn ra trái lác đác này các bạn. Đấy, mùa lạnh là cái mùa của su su, các bạn yên tâm. Đấy, ngoài ra là cái mùa đông thì các bạn không có trồng được, chúng ta có thể làm những công việc khác, đó là chúng ta sẽ cải tạo lại đất. Đấy, mấy cái gốc hẹ này là mình đánh hết lên vào cái chậu này, rồi mình sẽ làm cái garden bed. Đấy, mình sẽ trồng những cái cây vào trong cái góc này. Đấy, mình làm lại đất, mình sẽ cải tạo lại, quy hoạch lại hết các bạn. Đây mình có cái cây tắc đây. Đấy, mùa đông nó vẫn còn ra trái rất là sai đấy các bạn, nhiều trái lắm. Đấy, mình quay gần thì các bạn có thể thấy là rất là nhiều trái. Đấy, còn 2 tháng nữa mới là đến mùa hè, cho nên là thời tiết nó sẽ còn rất là lạnh. Còn đây là cái cây thanh long nữa các bạn. Đấy, mình đang trồng. Đấy, các bạn thấy là nó lên đến đây rồi. Mình sẽ có những cái video riêng về những cái cây này cho các bạn. Còn đây là cái cây cam của mình. Đấy, mình chuyển gốc. Nếu các bạn nhìn thấy ở đằng kia là cái đống gỗ mà mình đã mua sẵn đấy. Để mình chuẩn bị mình làm vườn đấy các bạn. Đấy là hơn 100 đồng á. Đây, đây là cái cây cam mình tỉa đi, rồi mình sắp tới mình sẽ quy hoạch lại hết tất cả những cái cây trong vườn của mình không có để nó lộn xộn nữa.
Đây các bạn nhìn thấy, có thể là các bạn có thể thấy là cái bãi chiến trường nhà mình đây. Đây là nhìn nó rất là ngổn ngang. Đây tất cả những cái cây là mình đã để gọn ở một chỗ. Mình sẽ cải tạo lại toàn bộ luôn các bạn. Đấy là cho nên là nó hơi bừa bộn, nó các bạn thông cảm. Nhưng mà sắp tới là mình sẽ làm lại cho nó đâu vào đó. Rồi để cho các bạn có những cái video hấp dẫn. Đây còn về phần ở trong nhà các bạn. Đây là mình ở trong cái bếp nhà mình. Ở quanh cái nồi cơm điện. Mùa đông chúng ta không có trồng được ở ngoài thì chúng ta sẽ ươm hạt ở trong, là còn 2 tháng nữa mới tới mùa xuân. Nhưng mà đợi đến mùa xuân mà các bạn mới ươm thì các bạn sẽ bị trễ, nhất là cây bầu với cây mướp. Đấy cái cây bầu á, thì mình đã ươm như vậy rồi, nó đã ra được mầm nha các bạn. Đó mình đã đem ra ngoài mình để sẵn này. Đấy là đến mùa xuân là nó sẽ tiết kiệm một thời gian, là mất khoảng độ 1 cho đến 2 tuần nó mới lên mầm. Rồi sau đó mình sẽ bị chậm, là cái cây bầu của mình nó sẽ bị ra trễ các bạn. Ở đây thì mình đang có ươm là hạt mướp. Đấy mướp hương mới mướp dài. Đấy là mình ươm là mấy loại luôn. Thì các bạn có thể ươm hạt mồng tơi, hạt ớt hay là bất cứ một cái hạt gì. Thì chúng ta có thể tranh thủ là mùa đông là các bạn có thể là ủ sẵn ở quanh cái nồi cơm điện như thế này. Và chúng ta cũng làm cái cách thức ủ hạt giống như là cái kia. Đây cái mướp dài này là mình có xin giống của người khác. Năm nay mình sẽ trồng cái giống này. Hạt mướp rồi các bạn. Đây bây giờ mình sẽ mở cái bao này cho các bạn coi nha. Là mình có cái gì ở trong. Để mình bọc cái bao ni lông lại để cho nó có cái độ ấm. Đấy các bạn thấy là hạt bầu mình ươm đây này. Đấy nó đã ra mầm đây này. Thì các bạn tiết kiệm được cái thời gian ở ngoài nhá. Đấy, thì mùa đông thì chúng ta có thể làm được những công việc như vậy. Rồi bây giờ mình đậy lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để lại như cũ vào cái chỗ này trong bếp nhà mình. Rồi nó ra mầm mà chúng ta có thể cắm xuống đất được. Rồi đây là những cái hạt bầu mà mình đã ươm ra mầm rồi. Mình sẽ cắm sẵn xuống dưới đất như thế này. Rồi mình đợi là đến mùa xuân, thời tiết nó ấm lên thì chúng ta tiết kiệm được cái thời gian để mình trồng cây các bạn. Đây là cái gốc cây lá cẩm và mấy cái cây của mình vẫn còn, cây dấp cá. Thì mùa đông các bạn không có cần phải chăm nhiều. Nếu mà hôm nào các bạn thấy nắng, các bạn có thể tưới cho nó một ít nước. Nhưng mà về cái vấn đề quang hợp và tất cả những cái mà cần thiết để phát triển cho cây thì mùa đông là không có nhiều các bạn, không có nhiều cơ hội. Cho nên là chúng ta phải đợi chờ cho đến thời tiết nó đến mùa xuân. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đã quan tâm theo dõi cái video của mình về chăm sóc cây mùa đông ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. See you next time. Bye bye.